Hàng rồi đi nhiệm vụ xin kính chào tất cả các bạn. Trên bàn của mình hôm nay là một con Yamaha rất là đẹp luôn, 4 thớt mặt phi nhôm, đi cùng với cặp loa Buxel Yamaha NS2. Bạn có thể thấy cặp loa có một cái hình dáng y như là phiên bản NS5. Phiên bản NS5 là có phiên bản size trung cao cấp nhất của dòng Yamaha. Còn đây là con NS2 các bạn nha. Nó được kế thừa từ cái ngoại hình cho tới cái cấu trúc bên trong. Chỉ khác một chút là ở phần kích thước và cái công suất thôi. Con này 80W một loa các bạn nha. Bên cạnh đó là 4 thớt Yamaha của chúng ta. Đặc biệt là thớt MD này, giải mã không mồi, dành cho hai cổng quang optical và một cổng analog để các bạn chơi được cả điện thoại, máy tính và TV. Tất cả các thớt này đều là nguồn điện rời nên các bạn có thể bố trí theo kiểu chồng cao lên nhau hoặc là bề ngang như vậy. Cũng có thể tách rời ra để chơi riêng biệt. Tất cả các thớt đều còn hoạt động rất là tốt các bạn nha. Ngoại hình của thớt và loa đều rất là đẹp. Con này 4 thớt mặt phi nhôm rất là dày và các bạn có thể thấy được cái mặt nhôm nó ốp thẳng vào đây nè, thấy rõ luôn. Đó, nguyên một cái mặt nhôm nó ốp ở phía trước. Nó còn theo kiểu vát cạnh nữa, rất là cầu kỳ nha, vát những cái cạnh. Rồi còn có một cái nếp gấp ở đây, nó tạo ra một cái nếp nhấn, cái điểm nhấn ở chỗ vị trí này ở trên và ở dưới. Bên cạnh đó hai bên nó làm hai cái phần nhựa mica bóng. Hai cái này là hai cái mica bóng các bạn nha. Đó, nó trang trí ở mặt này và bên hông luôn. Đấy. Và nắp là nắp bằng nhôm màu vàng chanh luôn các bạn nha, ánh kim. Vân là vân nhôm xước ngang. Nút cái phần âm ly của nó đây là chỉnh bass treble, ba lăng trái phải và chuyển cổng input. Đây là nút âm lượng của nó cũng bằng nhôm luôn. Mình đang chơi đĩa đầu mà từ đầu mà đi qua và giải mã cổng quang optical số 2. Mình mượn cái đầu mà đi bên kia kìa, xuất tín hiệu qua. Chúng ta đang test cổng quang optical thông qua đầu giải mã với tính năng monitor trực tiếp. Và đĩa thật sự là đọc vẫn còn đọc rất là tốt các bạn nha. Con này đọc đĩa tốt luôn, MD và cả CD. Còn đây là phần cassette. Âm ly là một âm ly rời hoàn toàn độc lập. Chỉnh được bass treble, ba lăng trái phải input và có màn hình riêng để có thể chơi được tuner, nhưng mà con này Yamaha có thể là tuner nó hơi ngắn. Và các bạn có thể làm một cái đồng hồ, nó sẽ chạy thời gian thay vì là để tính năng hiện chữ. Đây các bạn, 7 bài mà đi. Và vì chúng mình sẽ lấy một ví dụ cho các bạn coi cái phần giải mã tổng quan analog nè. Đó, các bạn thấy chữ analog. Các bạn bấm nút input này nè. Optical số 1, optical số 2. Và đây mình sẽ quay camera cho các bạn thấy. Cổng này là cổng số 2, cổng số 1 kế bên, cổng này là cổng xuất. Cổng này là cổng nhận analog để các bạn. Đấy, nắp nhôm rất là đẹp nha. Đó, lưới nè. Đấy, các bạn thấy loa còn vuông vức góc cạnh. NS2 80W maximum và 6 ohm mang in Japan. Được trang bị dách bắp chuối mạ vàng luôn nè. Đó, đây là dòng cao cấp của hãng. Một loa Buxel rồi. Nó giống, gần như là nó giống, rất là giống luôn con NS5 mà trước đây mình có làm clip cho các bạn. Đó là con trùm cuối về những cái dòng loa này. Còn đây là con NS2 các bạn nha. Thấp hơn con kia một đời thôi. Được trang bị bass 14. Đó, gân vải nguyên zin của hãng và còn rất là mềm, độ dịch chuyển rất là tốt. Cái phần siêu trap của nó 2,5cm với một cái cấu trúc và một cái màu sắc rất là đặc trưng của Yamaha. Rất là đẹp. Trap nó rất là lớn, cái đường kính của nó bằng cái đường kính vòng tròn này ở phía trong và từ hai lớp. Cụ từ này cũng hai lớp các bạn nha, và có mạch phân tầng riêng biệt cho mỗi loa. Còn đây là lỗ thông hơi nằm phía trước.
ở phía trước là làm kiểu vân nhám, cái này nó làm kiểu vân nhám ở ngoài, các bạn rờ vào các bạn nhám nhám và nó ánh kim lên nữa, nó làm kiểu ánh kim. Và ở trên đây là màu gỗ, màu nâu gỗ với những cái đường vân mà hơi đen sậm. Chúng ta quay trở lại với màn loa bass 14 này, cái nét đặc trưng của nó là các bạn thấy một cái màu trắng xám cộng với những cái lốm đốm màu đen và những cái ánh kim màu bạc lên. Thì đây là một cái màn giấy, màn giấy và được phủ một lớp mica mỏng kèm theo những ánh kim của cái phần mica đó. Cấu trúc màn rất là đặc biệt các bạn nha, cái phần mica tạo độ cứng cho cái phần màn loa bên ngoài, hạn chế và nó tán âm, nó hạn chế cái việc rung động quá mức đấy, và nó cũng tạo cái sự sắc nét cho cái âm thanh nữa. Còn quay trở lại với phần trep 2,5 cm nằm phía trên này, phần siêu trep của chúng ta ở bên trong là phần vải cốt, vải mềm cốt tông của Đức các bạn nha, một vật liệu của Đức, vải cốt tông ở bên trong và ở bên ngoài là phủ một lớp urethane mà các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu. Đây là một cái hoạt chất thay thế cao su, do đó nó có một cái độ bóng và nó độ mềm phủ bên ngoài. Thứ nhất là nó tạo cái độ bền cho cái phần và nó bảo vệ cái phần vải ở bên trong, không có làm cái vải nó bị xước xát, và nó tăng tính đàn hồi cho cái phần siêu trep này, tăng tính đàn hồi nha. Đó, nó cũng tạo một cái phần rung động, nó tạo cái phần tăng cái độ rung động đàn hồi cho cái phần siêu trep, tăng cái độ cao của dải trep. Đấy là một cái số thông số kỹ thuật mà mình muốn giới thiệu đến các bạn. Và chúng ta quay trở lại với tép nhạc, mình quay lại với nhạc trữ tình nha các bạn nha, rồi sẽ quay lại với những số bài nhạc khác. Mình sẽ kết nối trực tiếp cổng AUX qua âm ly. Còn nếu các bạn tận dụng thì hãy gắn cổng AUX vào trong đầu giải mã này nha, để nó giải mã tín hiệu, âm thanh sẽ sạch hơn rất là nhiều. Tại vì có cái đầu này chúng ta không nên bỏ lỡ. Do mình test máy nên mình test trực tiếp cho các bạn thôi. Tôi tự sinh gói mộng đang trình, bụi bước quân hành dọc ngang đời lĩnh. Ba tháng quân trường mồ hôi đổ, ngày đầu tiên bỡ ngỡ tay súng với nhịp đi. Lâu dần rồi chẳng có căng chi, 92 ngày lẻ bạn bè vui vẻ, còn một đêm nay trước phút chia tay hỏi tâm sự vơi đầy. Hồi quang chung đôi ta cùng nhau nguyện dù. Các bạn, mình đo cho các bạn bình ngang của cả bộ khi các bạn để 4 thớt như vậy là 82 cm các bạn nha, 82 cm. Và hai loa này thì nếu mà các bạn để bộ các bạn cũng sẽ đẹp, nhưng mà để hai bên bàn tivi thì chúng ta sẽ để rộng nó ra. Còn 4 thớt này thì chúng ta đặt ở trong cái học tivi rất là gọn, bởi vì 4 thớt này bề ngang cộng lại thì nó cũng tầm khoảng 44 cm bề ngang, 44 cm. Và cái học tivi thì thường nó rộng như này nè các bạn, và chiều cao cũng trong cái học tivi cũng dư luôn khi mà để 4 thớt như vậy. Còn nếu mà các bạn muốn trưng bày của nó lên mà không có kết nối với tivi á thì các bạn chồng nó lên cao cũng được. Đây, các bạn chồng nó lên như vậy, và các bạn muốn đảo thớt như thế nào thì tùy các bạn nha, cho mỗi người thích để cái thớt nào trên cùng đấy. Nếu mà là ba thớt thì có vẻ nó cân đối, nó bằng với cái loa, còn 4 thớt thì nó sẽ cao hơn các bạn nha. Hồi nãy mình nói bề ngang là 82, còn nếu như vậy thì bề ngang của nó sẽ giảm lại là còn 59. Các bạn hình dung là 60 đi cho dễ nhớ, 82 và 60. Ok, và mình sẽ test cái phần CD. Đây các bạn, một cái đĩa nhạc chép các bạn nha, khá là trầy. Mình thử luôn play.
chuyển cái này qua CD nè. Bốn thớt đều có một cái màn hình độc lập và nó còn đồng màu với nhau, không bị ố cũng không bị mất nét, chữ rất là rõ ràng. CD nè các bạn. Và mình xin gắn cái dây phần cassette vào nha. Nãy giờ mình chưa có gắn dây cassette mà thấy nó đọc rồi mà. Đây, còn phần cassette nữa. Băng đọc cũng tốt các bạn nha. Băng đọc còn rất là trong luôn. Nếu các bạn còn những cái băng gốc á, nghe sẽ rất là hay và đáng để sưu tầm. Full bộ. Stop và đây mở đi nè các bạn, chạy tốt hết luôn á. Và bên cạnh đó thì là chúng ta có đầu giải mã này, chúng ta không quá phụ thuộc vào con mắt này nữa nha các bạn, để Nhật nó sẽ bị hạn chế về cái bản quyền, các bạn thông cảm. Đọc tốt nè, mình đang tạm tắt tiếng. Đấy, các bạn có thể quan sát thấy ngoại hình của con này, nó làm rất là đẹp. Và ngoại hình về cũng còn rất là mới, rất là ok luôn, mặt phay nhôm. Có cái phần điểm nhấn và những cái phần vát cạnh rất là cầu kỳ. Bốn cái chân cao su ở bên dưới. Đấy, nó không sợ trầy máy. Và loa cũng còn vuông vức góc cạnh luôn các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi, đừng quên bấm like cho mình và hãy nhanh tay tạo cho mình một dàn để chơi Tết. Với đầy đủ full tính năng như vậy mà ngoại hình rất là đẹp. Con này thì các bạn có thể dễ dàng gắn tivi trong phòng khách của các bạn hoặc là phòng ngủ. Và xin nhắc lại là nó giải mã luôn cả cổng analog, nên các bạn hãy sử dụng nó để giải mã luôn những tín hiệu đầu vào như là điện thoại, máy tính, v.v. Các bạn gắn USB Bluetooth thông qua nó, tiếng sẽ lọc lại cũng rất là ok. Rồi, một bài guitar rumba trước khi kết thúc bài test ngày hôm nay. Mình sẽ thông qua cái đầu MIDI này làm giải mã luôn nha, cổng AUX. Mình đang chơi MIDI nè, bây giờ chuyển qua làm giải mã. Cổng analog. Nó về đầy đủ 4 thớt như vậy các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên bấm like cho mình